khung cảnh quen thuộc cho các bạn. Về lại sau nhà coi làm bún của gia tiền của chú. Gì vậy? Đây là hot girl làm bún. Đây là hot boy làm bún. Đây, đây, đây. Không pha một chút gì hết, tự nhiên. Quay đi. Rồi đặt lên đi, em gắn cờ YouTube. Gắn cờ là dục luôn á. Gắn cờ YouTube. Đây là bé Ngân. Biệt hiệu là Ngân đẹp. Học rất giỏi. Làm bún rất là điêu luyện. Coi tay kìa. Ghê gớm chưa? Tao bán được không mà giờ bán chưa về ta? Đang ngồi chờ bán cho hết, tại đầu đã không đem gì. Hồi hồi nãy còn nhiều không? Còn 10 kg. Sắm đồ ngày mà đường ngày. Ngăn. Còn ở trong đây là anh bốn phát của mình. Anh xin là làm một cái món cá. Cá lóc đồng á, lóc đồng Quảng Ngãi chứ không phải lóc đồng ở miền Tây, nó đúng Quảng Ngãi luôn á. Đây bốn của tôi, bốn phát cưỡi gầy, quay lại cưỡi gầy. Ok thầy bo đâu ba, thầy bo các em mấy giờ tôi kêu bo giờ nhiều nay con 4 giờ mình thôi chưa đó, lên chưa xong rồi lên. Sao anh bốn đang này là anh bốn đang ôm mày không là con hả đây là bún, bún của bé Ngân làm á, bé Ngân làm bún à. Đây chú Hai mở. Chú Hai mở Ngân, mở cái tivi lên, bấm vô bình râu á, để chú bình râu vlog cái là nổi lên anh liền cái một. Nổi lên liền đó. Ngân. Quay lại cái cây. Không đồng hàng luôn. Cái lỗ cắn đầu cố. Cái cháu này. Cái đồ nấu ăn rồi. Không có, anh không có quay mặt đâu, giờ anh quay như này nè. Đây quay. Quay bún thôi. Đây quay bún nè. Nè, nhìn đây nè. Nhìn nè, nào cái hình đâu. Đó chưa? Nước này vui mà quay thế gì? Đó quay bún nè, cái này rửa nước đầu nè. Xong rồi qua nước thứ hai. Quay mặt đâu mà nhờ mà đỡ. Đó, qua nước thứ hai. Tay bé Ngân điêu luyện. Qua nước thứ ba. Bỏ từ từ á, bỏ nhiều á, rửa cái chua á, làm ngon á. Đúng bàn tay trong nghề chứ thật là điêu luyện. Thứ tư, nước thứ tư. Bác Ngân nào quay nước thứ tư. Càng rửa bên đây càng trong ha Bác Ngân. Nước thứ năm không? Nước thứ năm có luôn. À, nước thứ năm. Nước sạch đó nha, chứ không có bình nước.
nước mà ngâm thầy chua rồi đó bán sạch luôn á. Cái làm chù hồi bác vô hồi mà nào uống rồi xong chăng rau mẻ là mấy ký ha anh? Hả? Một ký. Ký sao nhiều vậy? Mày ký rồi kia một ký nữa là hai ký hả? Một dạng một ký. Cũng ký hả? Là mấu đeo con bao tay vô nha. Thấy là quay thằng mẹ tao nói là không đeo bao tay, cứ đeo bao tay vô, đeo khẩu trang vô, mang vớ rồi vô. Cái gì vậy? Quay cái giò mà nó dép mà con mèo mà mốt phải đem vớ rồi. Bỏ vô luôn anh bố. Bỏ vô nấm mèo vô luôn. Nấm mèo. Thơm. Đúng, cà chua. Cà chua. Hành tím, đỏ. Rồi tiêu, ớt. Rồi cách thủy luôn hả? Cách thủy luôn. Rồi cho lên lên nồi dĩa hột xà. À. Mình đun bếp còn lên rồi mình nhúng hành rồi ngũ điếc vô. Rồi vô. Rồi món này vừa mới nãy làm món này tưởng ơi. Thì về ăn nào mà ngon là về miền Tây rồi cá lóc đồng cứ chế biến chan vậy đi. Dạ anh hai hả? Chả hả? Anh thưa anh hai. Hai tôi á, hai tôi đang đốt nhang rồi không? Chưa. Bà ba với anh hai xuống rồi. Đổ đổ chỗ không đổ mà mới giữ nè, đổ nước vừa chỗ nè. Nhiều không? Ít thôi. Nhiều luôn. Ra nước hấp có thể ra nước không? Không có khó mới ra nước. Thôi để vậy. Món cá hấp à, cá lẩu rồi lẩu cá. Cá hấp. Âm âm. Trên nổi. Thưa Dưỡng, thưa Dưỡng hai. Dưỡng hai. Trời ơi. Thằng y chang cái thằng ở trong luôn. Con Lộc á. Chở mẹ đi đi đâu á, chở. Đây. Bỏ
nấu xong rồi phải đánh vậy nè. Năm cho bà ơi. Ok bác ba. Rồi đại dép đâu. Khoảng nhiêu năm chín ha các bạn? Nửa tiếng không? Mình đủ đủ rồi, mình chia cho mình thấy có chín là mình giữa thôi. Dạ. Vô địa bàn này nóng ghê lắm. Sáng giờ sáng hồi nãy con có cây mai chứ, mai đơn sơ thôi, mai bé bé một bông thôi. Mở cái Bluetooth, em không biết mở cái Bluetooth ở đâu luôn. Còn món cá ôm nữa. Chưa. Con
thiếu chén à, chén còn nắm đũa nó cũng nhét ngoài trong quay luôn bộ rau luôn. Lấy bị trâu á. Anh hai. Giờ đi đâu đi? Em thử cho. Mở nhạc luôn rồi. Mở nhạc luôn rồi, bây giờ chưa tắm nữa. Anh he, he bình nè. Nhớ dạ. Cái khác có tiền nữa đó. Sao cho nó khác? Vậy cái ngày có tao mới cho tiền đó. Giờ này chưa làm chứ gì, em chưa tắm nữa. Không, đâu có tháp mà tụi nó. Để con tháp cái rồi. Tao cười cười không khóc mà cười nữa, quay ra cười coi cho người ta nhìn nói là cười coi. Chú không nói rồi sao nè, ổng hãy cho ngưng nói nhịp của ổng. Đưa ra cho chị này, bưng cơm xuống bỏ là cơm thành bốn. Bốn lần đang thiết kế nó lộn nó dẻo dẻo thiết kế món món dẻo nhạnh đi món sao bằng quá hình khoát tôi nhiều vô con ăn đi. Món này là anh bốn đạo diễn đó. Nhúng 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 vô là ăn thôi. Thiêu thiêu bên này xích qua đây cho nó ngồi rước cho cái thằng kia nó ngồi. Xin đây có cho anh he rồi á. Lấy xuống để ngồi yên kéo qua. Qua đây cho anh hàng ngồi. Má để hàng con mà thôi nó đỡ nó không có lụ. Má còn heo này. Không, còn heo này heo cho với chú luôn hồi nhỏ cửa này uống đùng. Chú cũng rượu ngay tôi uống bia bò nó. Cái nó ngọt cười nó dùng đó. Thằng này vô này, cái hí quấn cái đùng luôn cái cổ sao bị anh có cần á anh cái quấn ướm đi. Quấn cả heo thầy ôm nhà cười đụng miếng làm gì thằng này. Quấn miếng quay em nghe bú tàu á, bú tàu luôn coi bà nội đi bên hổ này ba coi lỗ quay em đi như bên hổ này bú tàu luôn khô á bú chim á lỗ ra hấp bún tát nè ăn đũa giờ ăn bún tát như bún tát là không ngon cứ như vậy gió lẹ thôi đây muốn nhờ đây mà có nhà ai được có linh mẹ rồi hẳn rồi thôi bún làm cái rồi. Thằng miếng rồi. Thằng miếng rồi. Dứt cái này kêu mình thuận tiện ngồi cái đuôi hót rồi điện lên wifi tao có gì đó. Qua má tao tao dồn luôn. Được không? Im không? Chưa rồi. Cốm vô ra ngọt. Đạn đường thấy hình đó, cái điện tôi hay. Nhà ăn mà kêu quay, sao quay được. Thành quay. Chứ nào có ăn xong đi con mới quay được. Ngon mà. Quay đâu? Ý là điện họ là giống như là nằm vlog à, nằm vlog à. Làm về TV lóc hai thằng đang thua lùi ngầu hoạt động hai ăn đó. Tự gấp nữa hả? Ai? Thằng nào? Nam á.
Thằng Nam ok hả? VT Nam á. Không phải con giờ có thằng Duy Trường á, thằng ok gì? Thằng Nam ok á. Nam ok á. Giá cái lo gì đó nó lại tới trước con nhà con nhỏ đó đó. Rồi đó nó lo nó kêu gặp bà má vợ mà con nhỏ nó ra nó đuổi mà không đi là không đi hết rồi, gặp bà má vợ. Bên kia cho bên kia mấy cái chén rốt con mắm đi chấm mày. Chung muốn miếng nước này ra để rửa ra luôn, nước có. Để cho nó bỏ rau luôn. Chọn nó rửa em bốn hết á. Gấp gấp bà nội miếng cá thôi, bà nội thế này, bà nội ăn miếng cá thôi bà nội. Thế vậy? Ngon lắm. Ngon lắm. Hiểu không? Nhưng mà coi chừng xương chứ. Cắm xương đâu? Còn cái gì? Cái nào? Thử miếng này. Ngon lắm. Đây à? Có, béo. Này không? Đủ ngoài cá này mà. Này à? Dính xương á, phải... Không được à? Kì vậy? Thế vậy? Cá lóc nè. Ừ. Ngon hơn này. Ăn phí vô. Ở này không nổi. Ăn mạnh mạnh vô. Trưa có 12 giờ mới xong, có vô ăn cơm, ăn cơm là không, làm nước mắm gì ngon ghê. Ừ. Ăn chi. Không, nước mắm chấm với có miếng hộp. Chứ có mà chấm mắm gừng đâu có được. Ừ. Ăn đúng kiểu miền Tây á. Giúp con cơm vô con rau không? Ngon. Thử từng chim mà mắm gừng. Mắm gừng là vịt. Thử đi. Anh hai làm được món này luôn hả? Anh làm được món này luôn. Anh lẹn lẹn cho mà anh làm cái phao câu vịt liền á. Đã anh đã im lặng đâu thì. Kỳ quá anh. Anh kỳ quá anh. Anh đã im lặng đâu thì. Quay nữa. Chốt rồi. Không ăn hành thôi. Anh đã lén 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 nè. Ôm một gai rồi không? Cháu ngồi để vô kia. Mời đi. Theo tao đổ với lại cháu dâu vô ôm bán được. Thôi rồi dọn bạn lý anh chứ. Thì không ai đứng dậy thì ha, mình nếu là như nếu không vậy trường hợp đứng đây ha mở anh bên hông. Bộ đó tiếp thị được chứ. À, bộ đó. Lên bộ đó. Lên bộ đó luôn. Em mà mắm đâu. Bắt 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 ba nãy mặn mặn cá này hả bác ba? Bác có để ruột không? Ngon hơn có hả? Mắm không ở ruột ngon hơn. Để hẹn. Không cần canh hẹn. Không lấy luôn để nguyên luôn. Không, đáng sợ. Trời ơi, bể mà cái càng ngon, ruột nó càng ngon. Cánh ngon nhỏ nó thơm nữa. Để cái mặt ngon nha, mà phải cái lấy mặt ra để nó hư cá. Không, mặt càng ngon luôn á. Đâu cái mặt chứ, mặt với ruột ngon lắm á. Cái bể bỏ mấy cái mặt này, bộ làm bỏ luôn đi. Bộ lòng mà lấy. Bộ lấy nhưng mà cái mặt xẻo mặt vô. Cái mặt để vô. Cái con em dâu dâu của em á. Nó làm kỹ lắm. Hồi năm hồi hôm 29 Tết nè. Cái hầm ở phía sau nhà đứng chút xíu à. Mà cỡ nó ngang cỡ 2 mét dài 7 8 mét nè. Mà cỡ 4 kg cá rô, có rô dày nè, có rô đồng vậy nè. Với vợ đầu 3 4 kg cá lóc á. Mà cái rô cái đô đồng nó vậy mà nó cục củng nha anh hay. Chứ không phải mà nó dài thực lượng như cá nuôi nha. Dạ, biết có rô miền Tây biết trong Sài Gòn nấu ăn quà mà. Cá dầm quấn lóc nó đường như nè. Tắm ra nó được rồi. Vô. Cá rô nó khô vàng cơ, béo lắm. Cái bụng nó béo. Khô vậy đó. Dạ. Cá sẹt mà nó kêu khô có sẹt. Khô có sẹt. Cá sẹt. Cá sạc. Cá sạc. Cá sạc. Nó kêu ngon lắm, nó vô đủ má nướng lên. Để đũa ra. Ngon lắm. Cá sạc ở miền Tây gì đó đủ. Con bố là bầu. Sẵn ha. Cá chịu kinh tí. Nó kêu tiền không. Nó ăn quay miếng ăn đi. Cô lâu xuống chồng khó quay. Tận quà cô lần. Cô mấy rũ rau nè. Mấy rũ rau nè. Bà nợ. Bà nợ vô cái chụp đi. Giàu mới ăn cái đó. Đúng rồi. Có rau về nó mới ngon nè. Bộ con đi vô. Bộ con đi vô. Quay là bà nợ chụp luôn. Vô cái nào đây dạ. Ngon. Rồi đưa ra anh phát, đưa đâu? Đà quá. Đúng là thuốc đi rồi trước rồi. Thấy ông ngon rồi. Đó thì coi cho em ăn này. Ăn. Ừ. Đó thì coi em. Đó cái món này là ngon á. Chưa ăn mà ngon, ăn đi. Ngon á, ăn miếng rau rồi. Thử rồi, thử rồi. Không, cái đó vậy. Quá hiền. Thả nó xuống cho nó chín. Cá sạc khô, con nước. Con cá sạc mà nó luôn mà bự đùng á.
đâu ngon ấy, mình không có mất thứ. Đứa con có mua gì nướng đó. Ngon lắm. Không, dân mình ăn không được cái món đó đâu. Ăn vậy chỉ nói dân miền Tây mới ăn được con cá đó thôi này. Món cá khô cá gì đó này. Dễ xoài. Đừng có xài đó, ăn cũng lớn. Ngon à. Miền này ăn cá tươi nó không có cá khô nước không nào đâu. Cá khô nên ăn được. Cầu trong mà cho có bụng có ngu có hấp đồ vàng. Đừng đấy con, đừng đứt tay con. Biết ăn lạnh ngon. Làm đây. Được được đại đó. Đúng ta. Dạ nè. Thôi nhét cục đó vô đó. Ừ vậy á, nhất mình nó.